Ngày 7 tháng 12 năm 2019, cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương tại tiểu bang Arizona đã tổ chức buổi lễ kêu gọi các sắc tộc Á Châu Thái Bình Dương tại tiểu bang Arizona ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, đồng thời kêu gọi mọi người lên tiếng ủng hộ cho các cuộc xuống đường ở Hồng Kông hiện nay. Rất đông những người lãnh đạo đại diện các cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương ở các thành phố thuộc tiểu bang Arizona và một số chính khách Hoa Kỳ tại tiểu bang cũng như từ thủ đô Washington DC đã cử người đến tham dự. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng với nhiều bài phát biểu của đại diện cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương cùng các chính khách tại tiểu bang và từ Washington DC. Ban tổ chức đã dành riêng 20 phút để thắp nến và cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump được bình an trước sự đánh phá của những người chống lại ông và cầu nguyện cho ông chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử năm 2020 và cầu nguyện cho muôn triệu người dân Hồng Kông, người dân Việt Nam đang bị áp bức dưới chế độ cộng sản độc tài được tự do, dân chủ và nhân quyền. Kính mời quý vị chia sẻ cảm nghĩ của những người tham dự ngày hôm nay. None of us have an ideology. None of us are a party. And I came to you a couple of years ago and said, you are going to live in a country 2 years from now that's going to have more jobs than available workers. You are going to live in a country, even though our demographics, you know, we're getting older, like baby boomers are getting older, you are going to live in a country that's going to have the lowest unemployment in 54 years. You are going to live in a country that actually the folks who, the bottom 10% of income earners, the bottom 10% will be having the fastest growing wages. And in a couple of months that we've seen over this year, they actually, their wages grew almost. Tôi là Phạm Xuân Bình, là cư dân tại Arizona, cũng là cựu quân cán chính Việt Nam ở ngoài Arizona. Nay tôi rất là vui vì tôi là cư dân đến đây để mà được tham dự chương trình này trong khí thế sẵn sàng ủng hộ Donald Trump và sẵn sàng ủng hộ Hồng Kông để Hồng Kông được tự do dân chủ và Việt Nam hãy noi gương người Hồng Kông để được tự do dân chủ. Ở đây là mình dân Việt Nam và toàn Á Châu đã ủng hộ Hồng Kông 100% tại vì Việt Nam nó cũng đau khổ cũng bằng quá hơn Hồng Kông, nhưng mà Hồng Kông có sức chiến đấu, còn Việt Nam mình yếu quá, mình đau khổ quá. Tất cả đồng bào Việt Nam ở toàn thế giới, năm châu bốn biển hãy cố gắng lên và cố gắng coi Hồng Kông là một cái gương. Tôi tên là Trâm Chương. Cảm tưởng ngày hôm nay tôi rất là vui là thấy tất cả cộng đồng Asian American đến đây để support the President Trump. Thì đây là có tất cả rất nhiều cộng đồng của đồng bạn như Thái, Burmese, Korean, Chinese, Singaporean. We are here and support the President Trump. Tại vì Tổng thống Trump rất là doing a good job. He got economies up and unemployment low. And I think he deserves another 4 years. Well, my name is Barry Wong. I'm a former legislator in Arizona and corporation commissioner and serve on the state party executive committee and a former chairman of the Arizona Asian American Republican Coalition. The quick message I want to convey to all your viewers is the importance of next year election, the President Trump's re-election, that we have to all as Americans, especially as immigrants and descendants of immigrants, to register to vote and then actually voting. It's a two-step process, register and then vote. Because you hold the power, to vote granted to you as a citizen of America, use that power. Tôi là Lê Văn Ngàn, tôi là hội trưởng hội Á Mỹ County Arizona. Đảng dân chủ nó làm nhiều cái tầm bậy tầm bạ quá, thì ra mình phải tụ họp lại đây để mình ủng hộ cho trong tổng thống Trump. Tôi là Trịnh Lê Hữu Đức từ Montreal, Canada. Tôi có dịp lại đây thì tôi cũng ủng hộ, tuy là người Canadian, tôi ủng hộ cái chính sách của ông Trump, nghĩa là một người chống cộng, một người có những cái chương trình rất là thiết thực cho người dân Mỹ. Thì tôi đồng ý với cái slogan của ông là Make America Great Again. Tuy là tôi là người da đại thôi,
và tôi có rất là nhiều bạn bè mà ủng hộ ông Trump ở đây, cho nên tôi hãnh diện được hiện diện ngày hôm nay. Is how much we understand the Asian Pacific American community means to the community and society here in Arizona. We're trying to reach out to them, figure out what issues are that they care about, how we can address those at the local, state, community level, and then also at the national level. So we're sending this message to President Trump in the White House and also to all of our legislators down at the Capitol to make sure that we're addressing those issues. We also realize how critical the Asian American community is to President Trump's re-election. So we're trying to get everyone on board at an early stage. This is the earliest we've ever started to make sure that we're building a coalition on the ground level that's able to help put President Trump over the top on November 3rd, 2020 and deliver the 11 electoral votes to his campaign. Thế Khương, chủ tịch của cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương. Đây là ngày cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương tại Arizona, lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang Arizona, cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương phối hợp cùng tất cả các cộng đồng Á Châu tổ chức một buổi lễ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cũng thắp nến cầu nguyện cho những nhà đấu tranh dân chủ ngay tại Hồng Kông. Together with the rest of Arizonans, Asian Americans will send a very clear and strong message to President Trump that he, by far, is the greatest president in the modern U.S. history.